cuộc đàn áp đức tin tàn khốc nhất trong lịch sử. Bánh xe lịch sử ở mỗi thời kỳ luôn có những vòng quay dường như trùng lặp. Hãy quay ngược thời gian về 2000 năm trước để có câu trả lời xác đáng về quy luật nhân quả của những cuộc đàn áp đức tin. 1. Đàn áp Cơ Đốc giáo. Các nhà sử học cho rằng hoàng đế La Mã Nero sinh năm 37, mất năm 68, đã ra lệnh phóng hỏa đốt cháy thành Roma năm 64. Sau đó, Nero cho người tung những tin đồn vu khống, gán tội cho các tín đồ Cơ Đốc giáo, lấy cớ để đàn áp trừng phạt họ. Ông ta ra lệnh lùng bắt và tra tấn dã man những người theo Cơ Đốc giáo, bắt họ đẩy vào đấu trường cho mạnh thú xé xác, hoặc cột họ vào những bó cỏ khô để châm lửa đốt. Bạo chúa Nero là người đầu tiên đàn áp Cơ Đốc giáo. Những vị hoàng đế kế nhiệm sau này cũng tiếp tục chính sách tàn độc ấy. Hoàng đế Marcus Aurelius sinh năm 121, mất năm 180. Năm 250, hoàng đế Trajan Di Sệt sinh năm 201, mất năm 251. Cuộc đàn áp khủng khiếp đối với Cơ Đốc giáo kéo dài gần 300 năm. Năm 476, khi hoàng đế Romulus Augustus bị lật đổ, đế quốc La Mã cũng sụp đổ theo. 2. Đàn áp Phật giáo Tây Tạng năm 1950. Trong lịch sử, ở Tây Tạng, truyền thống văn hóa của vùng đất này luôn được tôn trọng. Dưới triều Minh, Thanh ở Trung Quốc, Tây Tạng vẫn giữ được quyền tự chủ lớn. Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc lên nắm quyền, Mao Trạch Đông, khi ấy là chủ tịch đảng, không thích những gì được coi là tốt đẹp của Tây Tạng, đã ra lệnh đàn áp Tây Tạng vào tháng 10 năm 1950. Quân đội Trung Quốc bất thần tấn công vào lãnh thổ Tây Tạng, khiến hàng triệu người Tây Tạng phải rời bỏ xứ sở tìm nơi tị nạn. Trong suốt hơn 6 thập niên bị chiếm đóng, đặc biệt trong 10 năm cách mạng văn hóa năm 1966 năm 1976, Phật giáo Tây Tạng vốn có lịch sử hơn 1.500 năm bị thương tổn nặng nề. 2.600 ngôi chùa Phật giáo chỉ còn lại vỏn vẹn 70 chùa. Tháng 7 năm 2016, chính quyền Trung Quốc đã cho quân đội phá dỡ Học viện Phật giáo Logenga, nơi vốn được coi là thánh địa Phật giáo của Tây Tạng, đẩy hơn 40.000 tăng ni vào cảnh màn trời chiếu đất. 3. Bức hại Pháp Luân Công. Dù không phải tôn giáo, môn khí công ôn hòa Pháp Luân Đại Pháp đã trở thành mục tiêu tiếp theo của cuộc đàn áp đức tin tại Trung Quốc. Với các bài tập nhẹ nhàng và các bài giảng về nguyên lý chân, thiện, nhẫn, Pháp Luân Công được đón nhận tại hơn 100 quốc gia với nhiều lợi ích sức khỏe và tinh thần. Trái ngược với các nước trên thế giới, chính quyền Trung Quốc đàn áp Pháp Luân Công từ năm 1999 theo lệnh của cựu Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Giang Trạch Dân. Ông Giang đố kỵ và lo sợ khi số người tập Pháp Luân Công tại Trung Quốc lên tới khoảng 70 đến 100 triệu người, vượt quá số lượng đảng viên năm 1999. Theo lệnh của ông Giang, hàng triệu người dân vô tội trở thành mục tiêu của hoạt động bất bớ, tra tấn, bôi nhọ, cưỡng bức lao động và mổ cướp nội tạng. Luật nhân quả dường như đã bắt đầu thực thi sứ mệnh của mình. Nhiều quan chức tham gia đàn áp Pháp Luân Công đã phải nhận quả báo. Từ tháng 12 năm 2012 đến tháng 11 năm 2015, có gần 800 quan chức cấp cao bị đưa ra vành móng ngựa. Lãnh đạo phòng 610 chuyên đàn áp Pháp Luân Công trở thành chức vụ tử thần. Khi nhiều quan chức bị ung thư, mất chức, chết bất đắc kỳ tử, v.v. Giang Trạch Dân hiện đối mặt với áp lực ngày càng lớn từ công chúng quốc tế về tội diệt chủng đối với Pháp Luân Công. Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó thoát, luật nhân quả luôn công bằng. Những kẻ tàn ác gieo nhân nào sẽ phải nhận quả báo nấy.
thiên lý bất dung ấy không thể nào tránh khỏi sự phán xét cuối cùng của trời đất.